Chương 1 Cứu ta Nguồn Mê truyện audio com Mùi máu tươi vô cùng nồng nặc trong đống thi thể la liệt trên mặt đất, tư tuyết quỳ một gối xuống đất, máu trên chân trái tràn ra như suối mà người tạo nên cảnh tượng thay phơi đầy đồng thảm thiết này lại đang đứng trước mặt tư tuyết, cực mắt xuống nhìn nàng, thanh trường kiếm trong tay hắn chỉ vào cổ họng nàng, khiến nàng phải ngước cầm lên, nữ nhân. Đôi môi mỏng của quyền mạch ngự khẽ mở, lạnh lùng nói, tư tuyết nhìn quyền mạch ngự, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, gương mặt xinh đẹp vô cùng điềm tĩnh, không chút sợ hãi, nam nhân trước mặt dùng đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm nam vào nàng, hắn đứng đó như một quân vương mà nhìn xuống nàng, gương mặt được thượng thiên ưu ái đó đẹp đến mức có chút không chân thực. Hừ! Quyền mạch ngự cười lạnh. Đã sa đọa đến mức này rồi sao? Phái một nữ nhân ra cơ à? Nói xong, Quyền mạch ngự ra thanh trường kiếm thực hỏa trong tay vào vỏ. Mà thôi, để người tự sinh tự diệt vậy. Quyền mạch ngự thản nhiên nói. Lúc này, Tư Tuyết mới nhớ ra tại sao mình lại đến đây. Nàng là sát thủ kim bài ở thế kỷ 21, vốn định rửa tay chậu vàng thoái ẩn giang hồ nhưng lại bị tổ chức truy sát, cuối cùng bị bắn một phát vào chân trái, nàng bèn nhảy từ trực thăng xuống biển. Vì vậy đã tới nơi này, vậy là, nàng đã xuyên qua rồi mà còn xuyên đến trước mặt một đại ma đầu đang đại khai sát giới, cứu ta. Tư tuyết lấy lại tinh thần, gọi với theo quyền mạch ngự đang xoay người đi, quyền mạch ngự nghe vậy thì bước chân chợt dừng lại, tựa như có chút kinh ngạc. Một lát sau, quyền mạch ngự hơi nghiêng đầu, cục mắt xuống nhìn tư tuyết đang quỳ một gối trên đất dậy không nổi. Ngươi nói cái gì? Quyền mạch ngự lạnh lùng hỏi, hắn cho rằng lá gan của nữ nhân này rất lớn. Cứu ta, tư tuyết cắn chặt răng tiếp tục nói nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này trước khi xuyên đến đây lúc bị tổ chức truy sát nàng đã bị chúng tiêm thuốc hiện giờ cơ thể không tài nào động đậy nổi nếu như vết thương trên đùi không được cầm máu nàng sẽ mất mạng quyền mạch ngự dùng đôi mắt thâm thúy nhìn tư tuyết môi khẽ nhếch lên giọng nói trầm thấp gợi cảm của quyền mạch ngự lại vang lên lần nữa tại sao trẫm phải cứu ngươi ti tuyết hơi híp mắt lại hắn mới vừa xưng là trẫm Nói vậy ở thế giới này, hắn là hoàng đế. Nếu ngài không cứu ta, ngài sẽ hối hận. Tư tuyết không chút sợ hãi mặt đối mặt nhìn quyền mạch ngự, nói rõ ràng từng chữ một quyền mạch ngự cười nhạo một cái, xoay người, cúi đầu nhìn tư tuyết. Chỉ bằng một con nhóc trên người chẳng chịt vết thương như ngươi à. Quyền mạch ngự khinh miệt nói. Trên người ta chỉ có một vết thương. Tư tuyết phản bác, người nàng làm gì chẳng chịt vết thương chứ. Quyền mạch ngự nheo hai mắt lại, nhìn tư tuyết một lúc rồi rút thực hỏa ra dùng mũi kiếm chỉ vào chân trái nàng nhẹ nhàng chuyển động cổ tay váy của nàng lập tức bị rạch ra một đường ngay ngắn lộ ra vết thương đáng sợ bên trong vết thương rất sâu còn đang không ngừng chảy máu nếu là nữ tử bình thường thì đã đau đến ngất đi từ lâu rồi thế mà nữ nhân này lại không để lộ ra chút đau đớn nào chỉ có thể nói nữ nhân này không hề đơn giản chính là chỗ này sao Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết hỏi: "Đúng vậy." Tư Tuyết gật đầu xác nhận, Quyền Mạch Ngự nhìn miệng vết thương, thần sắc có chút lạnh lẽo, hỏi: "Cứu ngươi, trẫm được gì?" Rõ ràng nữ nhân này cùng một bọn với đám người bị hắn giết chết, đều là người nước Nam U phái tới lấy mạng hắn. Bọn chúng đã chết, nữ nhân này cũng nên thế. Vậy tại sao hắn phải cứu một người muốn hại mình cơ chứ? Chương 2. Nếu ngài cứu ta ta sẽ dốc sức cho ngài một tháng. Nguồn Mê truyện audio com Sau một lúc im lặng, những lời nói đầy khí phách truyền ra từ đôi môi tái nhợt của tư tuyết. Nếu ngài cứu ta thì ta sẽ dốc sức cho ngài một tháng. Dừng một chút, tư tuyết lại nói thêm. Yên tâm, những người bị ngài giết và ta không cùng một bọn đâu. Đương nhiên nàng nhìn ra được quyền mạch ngự đang nghĩ gì trong lòng, nếu nàng là hắn nàng cũng sẽ nghĩ như vậy câu nói dốc sức cho ngài một tháng làm cho quyền mạch ngự khẽ giật mình quyền mạch ngư nhìn tư tuyết hồi lâu chỉ nói mấy từ nói khoác mà không biết ngượng đúng là một tiểu nha đầu kiêu ngạo thật đúng là lời nào cũng dám nói tư tuyết nhìn quyền mạch ngự không nói gì có phải nàng nói khoác mà không biết ngượng hay không về sau nàng sẽ cho quyền mạch ngự biết nàng dốc sức cho hắn một tháng điều kiện tốt như vậy nếu để cho đám bạn ở hiện đại của nàng biết thì chắc chắn trầm của bọn họ đều sẽ rớt xuống đất ngươi tưởng những người sống tại cô vực này của trẫm chết hết rồi hay sao mà trẫm phải cần một nữ nhân như ngươi hầu hạ quyền mạch ngự cười cười giọng nói có vài phần châm chọc sao giữ một nữ nhân tay trói gà không chặt như ta ở bên cạnh hoàng thượng không dám à tư tuyết cũng mỉm cười nụ cười giống như bông hoa nở trong tuyết thật là đẹp nếu như nàng không đoán sai cô vực mà hắn vừa nói chính là giang sơn của hắn, quyền mạch ngự khẽ nheo mắt, ra thanh kiếm thực hỏa vào vỏ. Hắn nở nụ cười vừa kiêu ngạo vừa xấu xa, nói. Có gì không dám. Hơi nghi người, quyền mạch ngự ôm lấy eo của tư tuyết, đỡ nàng lên kéo vào trong ngực, mũi chân điểm nhẹ mặt đất rồi bay ra ngoài. Chỉ sau vài nhịp thở, tư tuyết đã bị quyền mạch ngự đưa lên không trung, mũi chân của quyền mạch ngự thỉnh thoảng chạm nhẹ vào các ngọn cây, mang tư tuyết bay giữa không trung theo một cách rất dễ dàng. Điều này cho thấy kinh công và nội lực của nam nhân này rất mạnh, quyền mạch ngự cảm nhận được nữ nhân trong ngực mình đang rất yếu ớt, tay của nàng thậm chí không thể ôm chặt hắn mà chỉ níu lấy được ống tay áo của hắn. Quyền mạch ngự nhíu mày, có vẻ không vui, ôm chặt chút đi, chân của ngươi bị thương, chẳng lẽ cũng làm tay của ngươi yếu đi. Giọng của quyền mạch ngự không lớn nhưng rất trầm, lại như mang theo một khí thế trời sinh làm người ta có cảm giác bị áp bách nữ nhân này chẳng lẽ nàng ta không sợ chút nữa hắn sẽ ném nàng xuống sao ta xin lỗi tư tuyết hững hờ ngáp một cái ta bị người ta hạ thuốc tạm thời không có sức nên xin nhờ ngài ôm chặt ta chút nhé ta cũng không nặng mấy mà đúng không nếu nàng có sức thì cần gì phải cầu cứu quyền mạch ngự cần gì phải trao đổi một tháng tự do của nàng chứ quyền mạch ngự bị tư tuyết chọc cười nhìn tư tuyết bằng đôi mắt sâu thẳm nha đầu ngươi thật là dũng cảm dám nói như vậy với trẫm tên của ngươi là gì ban đầu hắn không nghĩ đến chuyện sẽ giữ tư tuyết lại bên cạnh mình nàng chỉ là một nữ nhân tay không tất sắc chỉ biết gây thêm vướng víu mà thôi nhưng vào lúc này hắn lại có một suy nghĩ khác rằng có lẽ ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán khi có nữ nhân này ở bên hoặc là có nàng ở bên người thì con đường chinh phạt sau này sẽ không quá gian khổ. Hiển nhiên tư tuyết không biết quyền mạch ngự đang nghĩ gì trong đầu, nên khi hắn hỏi, nàng trả lời, ta tên là tư tuyết. Tuyết ở trong chữ nào? Quyền mạch ngự lại hỏi, tuyết của bông tuyết. Tư tuyết tùy ý trả lời, mắt nhìn vào không trung, tự hồ là đang ngắm phong cảnh, mùi máu tươi đã nhạt dần đi theo những cái điểm chân của quyền mạch ngự. Không khí ở thời cổ đại rất trong lành, Tư tuyết có muốn không thích nơi đây cũng rất khó. Chương 3 Ngươi không biết trẫm sao. Nguồn Mê truyện audio com Quyền mạch ngự nhìn nàng, cẩn thận đánh giá nàng một phen. Tư tuyết đang mặc một bộ váy dài lộ ra cánh tay và chân trắng như tuyết, cách ăn mặc như vậy đúng là quá buông thả. Mái tóc dài của nàng đang tung bay theo chiều gió, đôi mắt sáng ngời của nàng đang nhìn cảnh vật xung quanh, hắn đưa nha đầu này bay lên cao như thế, nàng không những không sợ mà còn thích thú, nha đầu này, ngươi không sợ sao? Quyền mạch ngự nhịn không được hỏi một câu, tư tuyết lấy lại tinh thần, nhìn quyền mạch ngự với vẻ hơi thắc mắc. Sợ. Vì sao lại phải sợ? Đột nhiên ánh mắt của quyền mạch ngự nhìn tư tuyết lạnh đi mấy phần, đồng thời cũng càng thêm thâm thúy. Môi mỏng của hắn miếm chặt, hắn không nói thêm gì nữa, lúc này, tư tuyết mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình ngu ngốc đến thế nào. Trong mắt Quyền Mạch Ngự, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường không biết võ công, nàng nói nàng không sợ, như vậy không phải chứng tỏ nàng là một người can đảm hơn người thường sao? Can đảm hơn người thường, chỉ có hai loại, hoặc là đã trải qua huấn luyện, hoặc là tên điên. Hiển nhiên, nàng là loại người phía trước, mà này, ngài tên gì? Tư Tuyết lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa mà bắt đầu nói chuyện với Quyền Mạch Ngự, Quyền Mạch Ngự cúi đầu nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi: ngươi không biết trẫm sao tư tuyết thành thật lắc đầu điều này làm quyền mạch ngự rất kinh ngạc nữ nhân này vậy mà không biết hắn nàng đứng trên cô vực quốc mà lại không biết hắn ư mà trong nàng có vẻ không giống như đang nói dối quyền mạch ngự im lặng cả buổi quyền mạch ngự chỉ nói ba chữ tư tuyết như đang suy nghĩ cái gì gật đầu bây giờ nàng đã có vài manh mối đầu tiên nam nhân này là một người có võ công cao cường là hoàng thượng của một đất nước là tên vô cực tên là quyền mạch ngự trong lúc suy tư quyền mạch ngự đã đưa nàng xuống dưới đất nơi này ở giữa sườn núi vừa vặn có một cái hang động rất bí mật quyền mạch ngự đưa tư tuyết vào đó vết thương của tư tuyết bị đụng phải tư tuyết nghe răng trận mắt một lát rồi mới trở lại bình thường tư tuyết ngước mắt nhìn quyền mạch ngự ai ngươi ở một mình trên núi này làm gì vậy trẫm ở trong núi này bế quan bên ngoài còn có thị vệ canh giữ vừa rồi mới xảy ra chuyện Ta tin họ sẽ chạy đến đây sớm thôi." Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết và đáp, "Tư Tuyết hiểu ra." Gật đầu, sau đó, Quyền Mạch Ngự ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên đùi của Tư Tuyết, nhíu mày. Hắn trầm giọng hỏi, "Vết thương này là do ám khí gây nên?" Tư Tuyết hơi sững sờ, sau đó gật đầu. "Cứ cho là như vậy đi. Những người đuổi theo giết nàng đều là những người mà nàng rất tin tưởng nên nàng mới thiếu cảnh giác." nếu có một ngày nàng có thể quay trở lại thì nhất định sẽ không tha cho chúng nếu không nhờ có lăng chiến giúp đỡ nàng chắc chắn sẽ không trốn thoát được nghĩ đến lăng chiến tư tuyết vô thức chạm vào chiếc đồng hồ bỏ túi ở trước ngực trong lòng có chút an tâm thật may mắn nó vẫn còn ở đó chờ trẫm một chút nói rồi quyền mạch ngự đứng dậy đi nhặt củi để đốt sau khi trở về quyền mạch ngự nhóm lửa bên cạnh tư tuyết lấy một con dao găm ở bên hông mình xuống vừa thấy được con dao găm kia con mắt của tư tuyết sáng trực lên, nàng nhịn không được huyết sáo, con dao găm này không tệ nha. Tư tuyết cảm thán, thanh kiếm mà nam nhân này vừa sử dụng đã là một thanh kiếm tốt rồi, bây giờ lại đến con dao găm này, nó cũng không kém hơn thanh kiếm kia chút nào. Đúng là một kẻ có tiền mà. Chương 4 Làm ta sợ chết khiếp Nguồn Mê truyện audio.com Quyền mạch ngự hơi ngước mắt liếc tư tuyết một cái, làm cho Tư Tuyết có một chút bối rối, giao găm này có tên là Chi Huy, trong bảng xếp hạng binh khí, nó tạm thời đứng thứ nhất. Quyền Mạch Ngự nhẹ giọng giải thích, nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết có chút sững sờ, xếp hạng thứ nhất à, vậy lợi hại lắm nhỉ? Quay, các người dựa vào gì để xếp hạng binh khí vậy? Tại sao lại nói là tạm thời? Tư Tuyết không khỏi tò mò, nhịn không được hỏi, thỉnh thoảng trên đời vẫn có thanh bảo kiếm bị chôn vùi trong bụi có lúc cũng sẽ xuất hiện một thanh kiếm tốt hơn, nhưng dù vậy cũng không thể lập tức chen lên bảng xếp hạng được, thứ hạng của binh khí dựa vào người sử dụng chúng. Quyền Mạch ngự nhẹ giọng trả lời, Tư Tuyết nghe vậy thì giật mình. Vậy có nghĩa là vì chi huy nằm trong tay của Quyền Mạch ngự nên mới đứng thứ nhất, nói một cách đơn giản, chi huy ở trong tay ta thì được hạng nhất, mà nếu ở trong tay của ngươi thì không có trong bảng xếp hạng. Quyền Mạch Ngự nghĩ Tư Tuyết chưa hiểu nên kiên nhẫn giải thích một lần nữa, đã hiểu rồi. Tư Tuyết méo miệng, trả lời mà mặt buồn so, thật là, sao hắn có thể tổn thương người khác như vậy chứ, nàng cũng rất lợi hại mà. Nhưng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này nàng sẽ lui về ở ẩn, sẽ không giết người bừa bãi nữa, giờ nàng đã đến cổ đại thì cứ thoải mái sống theo ý mình đi, đương nhiên, trước lúc đó nàng phải ở bên cạnh quyền mạch ngự tròn một tháng. Nhưng mà như thế này cũng tốt, vừa vặn có thể mượn chút vàng bạc của quyền mạch ngự xài cũng hay quyền mạch ngự không nói gì thêm hơ qua con dao găm trên ngọn lửa một lúc rồi quay đầu nhìn tư tuyết tùy ý lấy một cành cây dưới đất đưa cho nàng quyền mạch ngự thản nhiên nói cần không ngươi cắn cái này đi tư tuyết hơi giật mình sau đó lộ ra vẻ ghét bỏ ta không muốn bảo nàng cắn nhánh cây này á sao mà được chứ nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của tư tuyết quyền mạch ngự cũng không làm khó nàng, ném cành cây sang một bên. Không muốn thì thôi, chút nữa ngươi mà khóc lóc ông sòng thì liệu hồn ta xẻo thịt ngươi. Giọng nói của quyền mạch ngự rất bằng phẳng, thế nhưng nội dung trong lời nói xém chút nữa làm cho tư tuyết ngã xuống đất, có người nào biến thái như hắn không, ngài đừng nói nhiều nữa. Nhanh lên! Tư tuyết tức giận trừng quyền mạch ngự, ánh mắt của quyền mạch ngự hơi trầm xuống, tư tuyết, ngươi dám nói chuyện như vậy với trẫm, ngươi đúng là rất can đảm. Quyền mạch ngự nhẹ nhàng nói, tư tuyết sững sờ, sau đó nhếch miệng, không nói thêm gì nữa, quyền mạch ngự miếm chặt môi, dùng chi huy đâm vào vết thương của tư tuyết. Nàng đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó cắn chặt môi dưới, quả nhiên. Nếu không dùng thuốc tê sẽ rất đau. Nơi này đúng là tồi tàn. Nàng muốn về hiện đại, chịu đựng đi. Quyền mạch ngự nhẹ nhàng nói một câu, suýt chút nữa đã làm tư tuyết tức chết, quyền mạch ngự đã lấy được viên đạn trong chân của tư tuyết ra, lúc ngước mắt lên nhìn tư tuyết thì phát hiện trên trán của tư tuyết đang đổ mồ hôi lạnh, mày thì hơi nhíu nhưng nàng lại không rên một tiếng nào. Nữ nhân này, không đơn giản thôi. May quá lần này chưa chết, làm ta sợ chết khiếp. Thấy viên đạn đã được lấy ra, tư tuyết nhẹ nhõm thở vào rồi cười nói, mạch ngự quyền đang lấy thuốc thì thấy bộ dáng hài hước của nàng, có chút nói không nên lời, hắn tự hỏi nữ nhân này bị gì mà từ lời nói đến cử chỉ đều kỳ lạ, thậm chí còn có một chút ngu ngốc nữa. Nhưng không biết tại sao, điều đó lại làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn một chút. Chương 5 Nếu ngươi muốn chết thì cũng dễ lắm. Nguồn Mê truyện audio com Nếu ngươi muốn chết thì cũng dễ lắm. Quyền mạch ngự cầm thuốc trong tay và thản nhiên nói. Vết thương của ngươi rất sâu, sâu đến mức có thể thấy xương, dù đã lấy ám khí ra nhưng nếu không chữa trị thì vết thương sẽ bị rửa ra, lan đến hết cơ thể. Trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ chết. Những lời này làm cho cả người của tư tuyết cứng đờ. Khóe miệng tư tuyết giật một cái, nàng bắt đầu có suy nghĩ đánh chết quyền mạch ngự, không phải ngài đang cầm thuốc sao. Tư tuyết dùng chiếc cầm chỉ vào thuốc ở trong tay quyền mạch ngự, hờ hững nói, quyền mạch ngự bật cười, như vậy đi, ngươi cầu xin trẫm đi quyền mạch ngự trầm thấp nói nghe thấy những lời này của quyền mạch ngự tư tuyết không nói nên lời cái mũi khẽ nhúc nhích ngửi thấy có mùi thảo dược ở xung quanh một suy nghĩ nảy lên trong lòng tư tuyết nàng biết ở trên núi này có rất nhiều thảo dược tư tuyết nhanh chóng thử cử động tay một cái phát hiện mình có thể động đậy chắc là tác dụng của thuốc đã mất đi rồi quên đi ta đi đây tạm biệt tư tuyết vừa mỉm cười vừa vẫy tay với quyền mạch ngự sau đó chuẩn bị đứng dậy quyền mạch ngự nhìn xuống vết thương đang chảy máu của tư tuyết giọng của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng không muốn trẫm cứu ngươi sao đợi chút nữa hẳn cứu đi ta ra ngoài đi dạo trước đã tư tuyết nhướng mày nhìn quyền mạch ngự vụng trộm nói nếu như có thể ở trên núi tìm được thảo dược mà nàng cần thì nàng không cần quyền mạch ngự cứu mình nếu như tìm không thấy thì trở lại cầu xin quyền mạch ngự cứu cũng chẳng sao đi cái gì mà đi chân của ngươi đã đi được chưa? Giọng nói của quyền mạch ngự nghe có chút tức giận, tư tuyết sững sờ, không biết vì sao quyền mạch ngự lại tức giận, bất đắc dĩ gian hai tay ra, sau một lúc im lặng, quyền mạch ngự nói với tư tuyết. Được rồi, trẫm không cần ngươi cầu xin, để ta cứu ngươi. Nói xong lời đó, bản thân quyền mạch ngự cũng hơi giật mình, không hiểu sao mà cuối cùng lại giống như hắn đang cầu xin tư tuyết cho hắn cứu nàng vậy. Lát nữa ngươi hẳn cứu, bản cô nương phải đi vài vòng đã. Tư tuyết thản nhiên cười nói, nói xong, tay tư tuyết viện xuống đất, định đứng dậy thật, sắc mặt của quyền mạch ngự lập tức xa sầm hẳn đi, hắn đi đến trước mặt tư tuyết, quyền mạch ngự dùng một chưởng đánh vào cái chân không bị thương của tư tuyết, cái chân trắng nõn của nàng lập tức đỏ bừng, chẳng muốn cứu ngươi hay không chẳng lẽ phải cần ngươi đồng ý. Quyền mạch ngự nhìn chầm chầm tư tuyết, tư tuyết nhìn dấu đỏ trên chân do bị quyền mạch ngự đánh, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, như là xoáy nước ở biển rộng, sâu không thấy đáy, mơ hồ mang theo chút sát khí, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của tư tuyết khôi phục lại như bình thường, nàng còn nở một nụ cười nịnh nọt, nắm lấy cánh tay của quyền mạch ngự, cười hiếp mắt nói. Sao có thể chứ? Hoàng thượng, ngài nói cái gì thì chính là cái đó. Quyền mạch ngự hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cúi đầu bôi thuốc lên vết thương của tư tuyết. Hắn dùng thuốc cốt để chữa trị, vết thương của tư tuyết rất nhanh đã hết chảy máu sau khi máu ngừng chảy quyền mạch ngự xé chiếc váy của tư tuyết để làm băng vải làm cho khuôn mặt của nàng đen lại được rồi vết thương đã xử lý xong mấy ngày này phải chú ý một chút quyền mạch ngự nhẹ nhàng ra lệnh tư tuyết gật đầu dù sao thể chất của nàng tốt hơn với người bình thường sẽ khỏe lại nhanh thôi từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng với thuốc bị lão già đáng ghét kia ép ăn đủ thứ thuốc đắng trải qua rất nhiều đau đớn mới đi được đến ngày hôm nay. Chương 6 Chủ tử Nguồn Mê truyện audio com trẫm đã cứu ngươi, từ nay về sau, mạng của ngươi chính là của trẫm Quyền mạch ngự từ trên cao nhìn tư tuyết, mỗi một câu nói đều có uy lực, tư tuyết hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn quyền mạch ngự. Một lát sau, nàng khẽ cười một tiếng, nàng mà muốn đi thì đâu ai có thể ngăn cản được, lúc này, tư tuyết cảm giác được có người đang tới gần lập tức cảnh giác một lát sau có một bóng người tiến vào cung kính ông quyền ở trước mặt quyền mạch ngự hoàng thượng quyền mạch ngự nhìn hắn ta khẽ gật đầu không nói một lời nào hoàng thượng là thuộc hạ sơ sẩy đã để người của nam u đột nhập vào đây vân hiên trầm giọng nói tư tuyết cẩn thận quan sát nam nhân này đây là một người rất điển trai nhưng kiểu đẹp trai của hắn ta rất khác với quyền mạch ngự quyền mạch ngự thuộc loại cực kỳ lạnh lùng mà nam nhân trước mặt này lại như ánh mặt trời rạng rỡ tóm lại nam nhân này mà ở hiện đại thì chính là một miếng thịt tươi không sao quyền mạch ngự nhẹ giọng nói lúc này vân hiên mới chú ý tới tư tuyết lập tức sửng sốt một chút ngươi là ai vân hiên gần như khiếp sợ sao lại có một nữ nhân ở bên cạnh hoàng đế chứ phải biết rằng xưa nay hoàng đế không cho bất kỳ một nữ nhân nào lại gần bên người cả này anh chàng đẹp trai tư tuyết nhướng mày nhìn nam nhân nọ hỏi ta tên là tư tuyết ngươi tên gì vân hiên sững sờ nhìn quyền mạch ngự sau khi thấy quyền mạch ngự gật đầu thì mới nhìn về phía tư tuyết đáp ta tên là vân hiên là một trong tứ đại hộ vệ của hoàng thượng tư tuyết cười cười vừa chuẩn bị nói chuyện thì bị quyền mạch ngự chen ngang mang nữ nhân này về điện cô tinh với thân phận là thị nữ của trẫm quyền mạch ngự nói với vân hiên vào lúc này nụ cười của tư tuyết hoàn toàn bị đông cứng lại thị nữ cái người này đang đùa với nàng sao cái gì mà thị nữ quyền mạch ngự bản cô nương tư tuyết không chút suy nghĩ mà trừng mắt nhìn quyền mạch ngự không để ý hình tượng mà hét lên một tiếng bột vang lên vân hiên đánh vào đầu tư tuyết làm càng ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của hoàng thượng vân hiên trừng mắt nhìn tư tuyết tức giận quát lên tư tuyết lại trừng vân hiên một cái sờ đầu của mình rồi mới lại nhìn quyền mạch ngự, phát hiện vẻ mặt của quyền mạch ngự vẫn thản nhiên như cũ, vậy ngươi nói xem, ta nên gọi hắn là gì? Tư tuyết hừ một tiếng, khó chịu hỏi Vân Hiên, Vân Hiên sờ cầm, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Hoàng thượng, chủ tử, gia. Ngươi chọn một cách gọi đi. Nghe Vân Hiên nói vậy, tư tuyết cười cười, nắm lấy cánh tay của quyền mạch ngự, cả người cọ vào thân thể của hắn, chủ tử ta chính là thị nữ của ngài nếu có người bắt nạt ta ngài sẽ làm gì tư tuyết ôm cánh tay của quyền mạch ngự cười hít mắt hỏi vân hiên lập tức ngây ngẩn không hiểu sao lại có cảm giác bất an quyền mạch ngự nhìn tư tuyết không nói gì chủ tử tư tuyết bất mãn lắc cánh tay của quyền mạch ngự hắn bắt nạt thị nữ của ngài thì chính là đang không nể mặt ngài đó đã nói đến nước này rồi nàng không tin quyền mạch ngự còn có thể tiếp tục thờ ơ, thấy tư tuyết dám nắm lấy cánh tay của quyền mạch ngự, Vân Hiên há miệng ra thật to, thật sự đã bị dọa chết khiếp, nếu là bình thường thì tư tuyết đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi, sao còn có thể bình an vô sự mà. Kêu oan chứ. Chương 7 Bắt nạt thị nữ của trẫm, giết không tha. Nguồn Mê truyện audio.com Quyền mạch ngự vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn tư tuyết. Hắn bỗng phát hiện ra Tư Tuyết có thể sẽ hơi mệt khi ngồi dưới đất mà nắm tay hắn, Quyền Mạch Ngự không hề chần chừ mà duỗi tay ôm lấy eo của Tư Tuyết và nâng cả người nàng lên, để nàng đứng trên mặt đất. Tư Tuyết giật mình, nhưng sau đó nàng cũng rất tự nhiên mà chuyển trọng tâm dựa lên trên người Quyền Mạch Ngự, tránh phần bị thương trên chân, Quyền Mạch Ngự hơi hơi nheo mắt lại, nữ nhân này thật thông minh, không cần hắn chỉ dạy điều gì, lần này, Vân Hiên ngây ngẩn cả người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại chuyện này. Hình ảnh này, thật sự quá kỳ lạ, chủ tử, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Tư tuyết nhìn quyền mạch ngự, mặt dày mà nói, quyền mạch ngự gương đôi mắt đen nhìn chầm chầm tư tuyết, ánh mắt sáng rực nếu có người dám bắt nạt thị nữ của trẫm. Giết không tha. Quyền mạch ngự nhìn tư tuyết, nói rõ từng câu từng chữ, nghe quyền mạch ngự nói một cách bá đạo như vậy, tư tuyết cũng hơi kinh ngạc, thật tốt quá nàng thích kiểu nam nhân bá đạo như thế này vâng chủ tử tư tuyết phá lên cười sau đó ngón tay nàng bỗng nhiên chỉ về phía vân hiên chủ tử ngài cũng đã thấy rồi đấy vừa nãy cái tên vân hiên này bắt nạt ta ngài sẽ giúp ta báo thù chứ chủ tử vân hiên sửng sốt sau đó hắn ta lập tức hoảng sợ hoàng thượng vân hiên nhìn quyền mạch ngự tỏ vẻ vô tội vừa nãy là do ngươi không biết trên dưới mà gọi tên húy của trẫm vốn nên cần được dạy dỗ lại quyền mạch ngự thông dong mà trả lời tư tuyết lúc nãy mới nói lời dễ nghe như vậy quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo tư tuyết rầu rĩ mà hừ một tiếng nàng không nói chuyện nữa mà vân hiên cũng cười theo hắn ta còn tưởng nữ nhân này có năng lực lớn đến mức nào cơ đấy đúng lúc này lại có một người đi vào sơn động y nhìn thấy quyền mạch ngự liền hành lễ giống như vân hiên trước đó hoàng thượng Ừ. quyền mạch ngự khẽ gật đầu thưa hoàng thượng những thị vệ đều đang canh giữ ở ngoài núi thần và vân hiên đại nhân vào núi để bảo vệ cho hoàng thượng hàng hâm cung kính nói người thị vệ này cũng rất đẹp trai thiếu chút nữa đã làm tư tuyết tưởng ở cổ đại toàn là mỹ nam rồi nhưng mà nếu tên thị vệ này gọi vân hiên là đại nhân thì có lẽ y không phải là một trong tứ đại hộ vệ rồi gừ nơi ở lúc trước quá nồng mùi máu hiện tại trẫm cần tìm một nơi có nguồn nước để ở tới ngày mai quyền mạch ngự nhìn hai người rồi lên tiếng nhưng còn chưa đợi hai người nói chuyện tư tuyết đã duỗi tay chỉ về một hướng nguồn nước bên kia có mà tư tuyết nghiêm túc nói một câu vân hiên và hàng hâm đồng thời sửng sốt có vẻ khó tin còn quyền mạch ngự thì nheo nheo đôi mắt lại cũng không hề nói thêm gì ngươi nói cái gì sao ngươi biết bên kia có nguồn nước vân hiên mở to mắt nói với vẻ khó tin. Thấy Vân Hiên tỏ vẻ kinh ngạc như thế, tư tuyết khó hiểu mà chớp chớp mắt, chuyện này thì có gì khó đâu, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được hơi ẩm trong không khí từ bên kia tới sao? Tư tuyết hỏi, Vân Hiên thành thành thật thật mà lắc đầu, sau một lúc im lặng, quyền mạch ngự ra lệnh. Đi thôi. Ngay sau đó, quyền mạch ngự vòng lấy eo của tư tuyết, ôm nàng vào trong lòng ngực của mình. Thế rồi hắn nhúng nhẹ mũi chân, rời khỏi sơn động rồi ôm tư tuyết bay về hướng mà nàng đã chỉ, Vân Hiên và Hàng Hâm nhìn nhau, sau đó cũng đuổi sát theo hai người, sau khi tư tuyết phản ứng lại, ngón tay nàng liền nắm chặt lấy ống tay áo của quyền mạch ngự, trong lòng nàng cảm thấy thật sự cạn lời. Chẳng lẽ quyền mạch ngự này thật sự không hề nghi ngờ một chút nào sao? Nàng nói bên kia có nguồn nước, hắn thật sự tin tưởng vậy à? Chương 8 Nếu ngươi có ý phản bội trẫm Nguồn mê truyện audio com cũng không trách vân hiên và hai người còn lại không cảm giác được sự khác biệt của không khí bởi vì họ phải bay một lúc lâu mới nhìn thấy cái nguồn nước kia quả thật rất xa nhưng điều này càng khiến quyền mạch ngự thêm nghi ngờ nữ nhân này rõ ràng cái gì cũng không biết nhưng lại có thể cảm nhận chính xác vị trí nguồn nước như thế hay là nàng vẫn luôn giả bộ nguồn nước mà tư tuyết chỉ đúng thật là không nhỏ đó là một cái hồ lớn nước bên trong vô cùng sạch có thể nhìn ra đây là một nguồn nước trong lành, không có bất kỳ thú dữ gì tới gần. Chính giữa hồ có một tảng đá lớn, phía sau là thác nước đổ thẳng xuống từ trên núi, nếu dùng để đã tọa vận khí thì thật sự không còn gì sánh bằng, nhìn đi, chủ tử, ta lợi hại lắm đúng không? Tư tuyết cười tủm tỉm mà tranh công với quyền mạch ngự, quyền mạch ngự liếc mắt nhìn tư tuyết một cái rồi im lặng, một lát sau, quyền mạch ngự chỉ đáp lại một chữ. Ừ nhưng một chữ này lại làm cho vân hiên và hàng hâm phải vô thức mở to mắt nhìn lão đại nhà mình kinh ngạc cực kỳ vậy thì chủ tử có phải ngài nên khen ta một chút hay không đây tư tuyết cười cười vô liêm sĩ hỏi ừ quyền mạch ngự vẫn chỉ lên tiếng như vậy tư tuyết lại cạn lời nàng vừa định nói thêm gì đó thì vân hiên bỗng nhiên tiến lên nắm lấy cổ áo của nàng đừng làm phiền chủ tử vân hiên trừng mắt liếc nhìn tư tuyết một cái sau đó Vân Hiên liền nhìn về phía quyền mạch ngự, thần sắc bên trong tràn đầy sự cung kính, còn xen lẫn lo lắng, hoàng thượng, qua giờ tí tối nay là ngày 15 rồi. Mong chủ tử hãy nhanh chóng. Vân Hiên cắn chặt răng, trầm giọng nói, quyền mạch ngự hơi gật đầu, xem như là câu trả lời, cứ đến ngày này mỗi tháng, hắn đều phải tìm một nơi để bế quan vượt qua ngày đó, hắn đã sớm đã tập mãi thành quen, lúc này, Vân Hiên nhìn về phía tư tuyết, hay là ngươi tránh sang chỗ khác một chút đi. Vân Hiên hơi hơi sửng sốt, sau đó hỏi, dù sao thì đây cũng là nhược điểm duy nhất của chủ tử bọn họ, mà Tư Tuyết vẫn chỉ là một người ngoài. Nếu nàng là nội gián do nước khác phái tới thì chẳng phải xem như nhược điểm của Hoàng thượng ư đã bị thông báo cho cả thiên hạ luôn rồi sao, Tư Tuyết không phải người một nhà, không thể tin tưởng được, không cần. Quyền mạch ngự nhàn nhạt nói làm Vân Hiên giật mình, nói xong, quyền mạch ngự nhìn về phía Tư Tuyết. Trẫm cũng không sợ việc ngươi là giang tế nếu ngươi có ý phản bội trẫm thì trẫm sẽ lấy mạng của ngươi. Dứt lời, quyền mạch ngự không hề cho tư tuyết một cơ hội để nói chuyện mà phi thân lên rồi bay về phía tảng đá lớn kia. Sau đó hắn xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tỉnh tọa, tư tuyết tức giận không có chỗ trúc, cuối cùng nàng trừng vân hiên một cái, quyền mạch ngự đã nói như thế, chắc chắn là có bí mật gì đó. Nếu để cho nàng biết thì có phải có nghĩa rằng sau này nàng sẽ không thể đi được rồi không? Thế nên nàng tuyệt đối không thể biết bí mật này. Có lẽ phải tránh đi thôi, nhưng mà Tư Tuyết bỗng nghĩ kỹ lại, vì sao nàng lại phải tránh đi cơ chứ? Nơi này rõ ràng là do nàng tìm được mà. Vì thế Tư Tuyết hợp tình hợp lý mà ở lại chỗ này, hoàng thượng của các người, Tư Tuyết do dự trong chốc lát rồi mở miệng hỏi Vân Hiên, trong người hoàng thượng có cổ độc khiên cơ, ngày 15 mỗi tháng đều phải chịu sự đau đớn tột cùng, lần nào cũng là cửu tử nhất sinh lần này vào núi chính là để áp chế sự phản vệ của cổ độc lúc này đây vân hiên trả lời tư tuyết ngay như biết nàng muốn hỏi gì dù sao hoàng thượng không bảo tư tuyết tránh đi chỗ khác đã nói lên việc hoàng thượng tin tưởng tư tuyết nếu hoàng thượng đã tin tưởng nàng như vậy về lý thì họ cũng nên tin tưởng sau khi tư tuyết nghe thấy mấy chữ cổ độc khiên cơ sắc mặt của nàng lập tức thay đổi nàng mím môi không nói gì mà sắc mặt của hàng hâm và vân hiên đều có chút khó coi tựa như họ cũng bất lực đối với loại cổ độc này. Chương 9. Đưa ta qua đó đi. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tư Tuyết khẽ nhíu mày, lấy tay chọc chọc cỏ trên mặt đất, nàng cũng đã từng nghe lão già thối kia nói về cổ độc Thiên Cơ. Nói đơn giản thì đây đã loại cổ bá đạo nhất thế gian, cũng chính là loại độc hung tàn nhất thế gian, thuốc giải thì thật sự có, nhưng nó yêu cầu 10 loại dược liệu cực kỳ khó tìm mà phương pháp giải độc cũng vô cùng xảo quyệt sau một lúc im lặng tư tuyết nhấp nhẹ môi cuối cùng nên nói là quyền mạch ngự may mắn hay là nàng xui xẻo đây từ nhỏ nàng đã ngâm mình trong các loại nước thuốc mà lớn lên từng trải qua cửu tử nhất sinh nên thể chất của nàng đúng lúc lại có thể áp chế được cổ độc khiên cơ lúc này đêm đã khuya quyền mạch ngự còn đang chuyên tâm mà đã tọa đói bụng quá đi à tư tuyết chán nản mà than thở tuổi thân chép chép cái miệng nhỏ, Vân Hiên một lòng chỉ chú ý đến quyền mạch ngự, hắn ta nghe thấy câu án giận của tư tuyết thì không khỏi biểu môi. Không có tiền đồ. Vân Hiên mắng tư tuyết một câu rồi lấy lương khô từ trong tay nải của mình ra, ném cho tư tuyết, tư tuyết vừa nhận lấy lương khô là cười tươi như hoa ngay, cắn vài miếng liền, Vân Hiên và hàng hâm tiếp tục chú ý đến quyền mạch ngự, còn tư tuyết thì lại chuyên tâm mà giải quyết đồ ăn, lúc này. Quyền mạch ngự bỗng nhiên có chuyện, quyền mạch ngự đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó phun ra một bún máu hoàng thượng hàng hâm và vân hiên đồng thời hô to mà động tác ăn bánh của tư tuyết cũng ngừng lại nàng liếc mắt nhìn quyền mạch ngự một cái sau đó sắc mặt tư tuyết nháy mắt biến đổi chết tiệt cổ độc trên người quyền mạch ngự đã tới tình trạng này rồi cơ à đưa ta qua đó đi tư tuyết ném bánh đứng dậy rồi đi đến bên cạnh vân hiên nặng nề nói vân hiên ngạc nhiên nhìn tư tuyết ngươi nói cái gì ngươi có biện pháp à? Vân Hiên trầm giọng hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy tư tuyết, hắn ta đã cảm thấy tư tuyết nhất định không phải là người đơn giản, nếu không thì sao nàng có thể ở cạnh hoàng thượng được? Đừng nhiều lời nữa, đưa ta qua nhanh. Tư tuyết không có thời gian nói nhiều lời với Vân Hiên, Vân Hiên liếc nhìn tư tuyết một cái, thần sắc hắn ta có chút kỳ lạ khó lường. Cuối cùng hắn ta cũng không nói gì nữa mà túng lấy tư tuyết rồi dùng nội lực, Quang tư tuyết về phía quyền mạch ngự, tư tuyết miếm chặt môi, nàng bay vút trên không trung. Đến lúc chỉ cách quyền mạch ngự một đoạn, nàng bỗng phát hiện ra trước đó Vân Hiên không dùng đủ nội lực để đưa nàng tới trước mặt quyền mạch ngự. Có lẽ, Vân Hiên vẫn không quá tin tưởng nàng, tư tuyết cũng không hề nghĩ nhiều, lập tức hạ chân một chút rồi vững vàng rơi xuống đất trước mặt quyền mạch ngự, khoảng cách nhỏ như thế, Vân Hiên không thể nào phát hiện nàng có nội lực. Những thứ như nội lực này nàng cũng đã quên lâu rồi, mà vốn dĩ ở hiện đại cũng không thể dùng được nên nàng không biết vì sao lão già thối kia lại muốn dạy nàng học nội lực nữa. Cuối cùng không ngờ rằng nàng lại đi tới một thế giới dùng nội lực như thế này. Nên có lẽ, điều này cũng đã nằm trong kế hoạch của lão già thối kia, Quyền Mạch Ngự không trụ được mà ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng thật chặt, ngươi tới làm cái gì? Cút. Quyền Mạch Ngự cắn răng rồi hộc ra mấy chữ từ trong miệng, ngay sau đó, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khốn kiếp, lần phản vệ cổ độc này còn nghiêm trọng hơn so với mấy lần trước, đã ra nông nổi này rồi mà vẫn còn muốn mắng chửi người khác nữa à. Tư tuyết không vui mà nhíu mày, thấp giọng mắng, nói xong, tư tuyết ngồi sổng xuống người xuống, tới gần quyền mạch ngự, vân hiên và hàng hâm đứng bên ngoài hồ đều nhìn chầm chầm nơi này, bọn họ sợ chủ tử sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tư tuyết miếm môi, nàng duỗi tay muốn nắm lấy tay của quyền mạch ngự. Nhưng tay nàng còn chưa chạm vào được thì đã bị quyền mạch ngự chế trụ cổ tay. Quyền mạch ngự dùng rất nhiều sức khiến nàng không thể động đậy, tư tuyết tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 10 Ngươi thật to gan Nguồn Mê truyện audio com Sẽ làm ngươi bị thương, ngươi tránh, tránh ra. Ngón tay quyền mạch ngự dần dần siết chặt, hắn gian nan nói với tư tuyết tư tuyết sững người cái tên này đã đến nước này rồi mà vẫn còn thời gian quan tâm người khác nữa à tư tuyết cắn răng một cái thật mạnh rút thanh kiếm chi huy của quyền mạch ngự ra khỏi vỏ trẫm kêu ngươi cút ngay ngươi nghe không hiểu à quyền mạch ngự bực bội nữ nhân này dám không nghe lời hắn dám cãi lời mệnh lệnh của hắn ngươi mau câm miệng tư tuyết cũng nổi giận nàng quát thẳng vào mặt quyền mạch ngự quyền mạch ngự giật mình Cố sức mà ngước mắt nhìn Tư Tuyết, nữ nhân này thật đúng là. Dám nói những lời như thế với hắn, không biết vì sao khi Tư Tuyết đến gần bên Quyền Mạch Ngự, hắn lại cảm thấy càng khó chịu thêm. Quyền Mạch Ngự không khống chế được mà muốn ôm lấy nàng rồi cắn lên người nàng thật mạnh. Á, à, Quyền Mạch Ngự đột nhiên hô to một tiếng. Bàn tay đang nắm lấy tay Tư Tuyết cũng buông ra rồi nắm chặt lấy tay phải của mình, một đường chỉ màu đen như sen chút sắc đỏ nhanh chóng lan từ trái tim hướng về phía tay phải của Quyền Mạch Ngự, rồi lại từ cánh tay bò xuống, tiếp tục lan ra khắp bàn tay, trên trán Quyền Mạch Ngự đổ đầy mồ hôi lạnh, gân xanh như muốn nổ tung vậy. Tư Tuyết nhìn cũng cảm thấy đau thay, nàng không dám do dự thêm nữa. Chi huy trong tay Tư Tuyết trong tay xoay hai vòng, cắt một đường trên bàn tay nàng, ngay lập tức máu tươi tràn ra. Rồi nàng dùng tay kia nắm lấy cánh tay phải của Quyền Mạch Ngự và nhỏ máu lên đó, trong nháy mắt kia, Quyền Mạch Ngự chỉ cảm thấy đau đớn bỗng giảm đi không ít, không còn thấy cảm giác đau đớn thấu tim ấy phân tán khắp toàn thân hắn như trước nữa. Tuy rằng vẫn còn đau nhưng vẫn có thể chịu đựng, hơn nữa, hắn thấy đường màu đen kia đã lui ra sau khi chạm vào máu của Tư Tuyết, Tư Tuyết cắn răng, đâm chi huy vào cánh tay của Quyền Mạch Ngự. Cút trở về cho ta. Tư Tuyết hét lớn một tiếng trong ánh mắt toàn là vẻ tàn nhẫn sau đó đường chỉ đen kỳ quái kia thật sự nhanh chóng lui trở về điều đó đã làm tăng sự đau đớn lên người quyền mạch ngự làm hắn lập tức kêu lên một tiếng ông ta tư tuyết nặng nề nói tiếp theo tư tuyết không đợi quyền mạch ngự phản ứng mà lấy tay kia vòng lấy eo quyền mạch ngự rồi ôm chặt lấy hắn nàng biết quyền mạch ngự đã không còn đủ sức để ôm nàng cổ độc khiên cơ thật sự không phải là thứ mà người có thể chịu đựng vào ngày 15 mỗi tháng, người trúng cổ độc không những mất hết nội lực mà còn phải chịu đựng sự tra tấn giả mang, không chịu được thì chết, hơn nửa tháng sau còn nghiêm trọng hơn tháng trước, nhìn tình trạng của quyền mạch ngự như thế này, nếu không thể giải độc trong vòng 2 năm thì có lẽ hắn sẽ chết, trong khoảnh khắc tư tuyết ôm lấy quyền mạch ngự, nỗi đau đớn mãnh liệt như thủy triều dân ấy đã lập tức dịu đi. Tay Uka quyền mạch ngự vô thức ôm lấy tư tuyết, bao trọn cả người tư tuyết vào trong người mình, dựa đầu lên vai nàng, tư tuyết dùng ngón tay dính đầy máu của mình ấn mấy huyệt đạo trên cánh tay quyền mạch ngự, sau đó nàng lại vẽ một cái đồ án gì đó trên ngực hắn. Cuối cùng, nàng dứt khoát đẩy đường chỉ đen kia lui về, ta đã tạm thời ngăn chặn cổ độc giúp ngài, ngài thấy thế nào rồi? Tư tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi quyền mạch ngự, Vân Hiên và Hàng Hâm thấy bên kia đã bình ổn thì cả hai đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, không dám tự ý tiến lên, tư tuyết ngươi thật to gan quyền mạch ngự ôm chặt tư tuyết tức giận mắng một câu tiếng mắng này làm tư tuyết sững người sao hắn lại mắng nàng nàng có làm gì đâu không phải còn cứu hắn rồi sao